Món nem ốc là một trong những món ăn mang đậm phong cách văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Vị thơm thơm của lá lốt, giòn giòn của ốc, ngậy ngậy của thịt, của giò, mùi thơm đặc trưng của nấm hương cùng các loại gia vị khác là sức cuốn hút không thể cưỡng nổi. Nem ốc món ăn chỉ nghe tên đã thấy thuần Việt, nhưng bạn lại có thể ăn kèm với một thứ mang hương vị phương Tây là mayonnaise, cho hương vị rất đặc biệt. Khi ăn nem ốc, phải cắn miếng nhỏ, nhai và nghe tiếng sần sượt để cảm nhận vị giòn của ốc. Không chỉ hấp dẫn với những thực khách Việt Nam, món nem ốc còn để lại ấn tượng đặc biệt với những du khách nước ngoài khi đến Hà Nội. Và nếu như đã từng một lần thưởng thức món ăn này tại Bánh Tráng Phú Cường, hẳn bạn sẽ rất khó quên hương vị đặc biệt của nó. Bánh Tráng Phú Cường, bữa ăn ngon cho người Việt.